Tiếp tục đến với nội dung bộ phim Thế giới hoàn mỹ, rất nhiều thiên kiều đã đi tới Ngũ Hành Châu để chuẩn bị cho trận chiến Thiên Nguyên Ngũ Hành. Tần Hạo cùng mẫu thân phụ thần cũng tới đây. Thạch Hạo thì đang ở trên lầu. Thông qua một con mũi trinh thám, cậu biết đám người truy sát Thạch Trung Thiên vẫn chưa phát hiện ra tung tích của ông. Như vậy xem ra vẫn phải vào bí cảnh mới có thể kết thúc. Nghe nói trong Thiên Nguyên bí cảnh không cho phép những sinh linh không phải tuyển thủ tiến vào, lại đầy dễ nguy cơ, cho nên Đa Thần Thạch và con tầm phải ở lại bên ngoài. Chuyện cảnh đến với đối trường tuyển chọn, bí cảnh Thiên Nguyên, rất nhiều người đang đứng xếp hàng. Đây là nơi dành cho thiên kiều quyết đấu, đồng lứa tranh hùng, những người có chí không nên bỏ lỡ. Mặc dù rất đông người đến dự thi, nhưng đây vẫn chỉ là một phần. Thiên kiều các tộc không cần trải qua khảo nghiệm mà vẫn có thể vào thẳng. Bọn họ là những tên được Bất Lão Sơn mời tới mà thôi. Thạch Hạo cũng ở trong đám người xếp hàng, ngoài ra còn có một tên thanh niên lạ mặt. Ngay sau đó, Tần Hạo cùng mẫu thân phụ thần cũng đến. Thạch Hạo vui mừng định qua đó xem thử. Nhưng còn chưa kịp làm chuyện đó thì đã bị cắt ngang. Một tên cường giả thế hệ trước cài trang định thi đấu với vãn bối. Đáng tiếc là không thể qua mắt quan giám sát. Hắn ta tỏ ra không phục, bọn hắn nhóm lên thần hỏa thì bị đuổi đi, mà các đại phái thì lại cho cường giả thần hỏa đi vào bí cảnh. Tuy nói là cho phép cường giả thần hỏa vào trong để bảo vệ con em nhà mình. Nhưng Thiên Nguyên bí cảnh chính là nơi chí tôn trước đây niết bàn thất bại, chính nó đã tiềm ẩn nguy hiểm rồi. Lại thêm các cao thủ đại phái có tâm tư riêng trà trộn vào, cho nên càng nguy hiểm hơn nữa. Đổi lại thì cơ duyên lại có rất nhiều. Tần Hạo vô cùng tự tin vào bản thân và chắc chắn sẽ dốc hết sức giành thắng lợi. Thạch Hạo cảm thấy không nên vội. Trên hạ giới đầu đầu cũng là cường địch, phải che giấu thân phận nên không thể đi lên nhận nhau. Lần lượt từng người nhanh chóng tiến vào trong Thiên Nguyên bí cảnh. Thạch Hạo vừa đi vừa lo lắng, với thực lực liệt trận cảnh của ông thì làm sao có thể giành được thắng lợi trước các thiên kiều đứng đầu thế hệ. Đây chẳng khác gì là để ông đi chịu chết. Nhìn vào người thanh niên lạ mặt đang chuẩn bị xông vào kết giới, Thạch Hạo liền cảm thấy một luồng khí tức quen thuộc, nhưng sau khi nhận ra thì ông đã tiến vào trong trận rồi. Thế là cậu đành phải lao nhanh qua trận pháp. Nhưng sau khi bước qua thì khí tức của ông đã biến mất, xem ra là không gian bên trong khác biệt với bên ngoài, cho nên nơi tiến vào cũng không giống nhau. Vô số thiên thạch từ trên bầu trời rơi xuống, đánh cho đám thiên kiều sấp mặt. Thạch Hạo vội lao nhanh về phía trước. Lúc này Thạch Trung Thiên đã ở một nơi khác. Nhóm của ông vừa mới được truyền tống đi thì Thạch Hạo lại đi tới và cũng nhanh chóng được truyền tống đến lối vào bí cảnh Thiên Nguyên. Rất nhiều người được xếp hàng ở đây chờ đợi, lão già giám sát thi triển pháp lực mở ra một cánh cổng hư không. Bên trong cánh cổng còn có một tòa tế đàn, một cái kết giới nhanh chóng xuất hiện bao bọc xung quanh, không cho những người tham gia xông vào. Nhiều cột sáng từ trên cầu giáng xuống, đi cùng đó là các thân ảnh của những người đứng đầu thế hệ. Có Nguyệt Thiền, Mà Nữ và một vài người khác, mỗi người được tặng lấy một chiếc răng thú. Họ nhanh chóng tiến vào trong cánh cổng. Kế tiếp là sự xuất hiện của Tần Hạo cùng những người khác. Sau khi toàn bộ thiên kiêu đi vào thì kết giới lại biến mất. 3.000 người bên ngoài được lệnh đi vào trong cánh cửa. Nhìn thấy tổ phụ đã tiến vào, Thạch Hạo vội đuổi theo nhưng còn chưa kịp bước qua cổng thì một giọng nói đã vang lên ngăn cản. Lão ta muốn truyền tống một số người, có cả Thạch Hạo trong đó, đến khu vực Hỏa Ma Cung để làm gì đó. Giọng nói gian ác, đoán rằng lão đang muốn đám người này đi chịu chết. Thạch Hạo được truyền tống đến bìa ngoài bí cảnh Thiên Nguyên. Đi được một đoạn thì nghe thấy giọng nói vui mừng của một đám người. Bọn họ tìm thấy một gốc linh thảo, nhưng còn chưa kịp lấy thì một mũi tên đã lao tới giết chết tên thanh niên. Hung thủ làm chuyện đó là cao thủ thần hỏa cảnh của Hỏa Ma Cung, dẫn đầu là Xích Lăng Không, đằng sau lão là Xích Phong. Xích Phong giơ tay hút lấy linh thảo. Đám thanh niên tỏ vẻ bất mãn, chỉ là một cây linh dược, hắn muốn lấy thì cứ lấy là được, cần gì phải hại tính mạng người khác. Hắn ta tuyên bố chu vi trăm dặm xung quanh đều đã bị pháp trận của Hỏa Ma Cung bao trùm, sinh linh không thể ra vào. Thứ bên trong pháp trận đương nhiên đều là của Hỏa Ma Cung bọn hắn. Xích Lăng muốn bọn họ đi theo làm việc cho mình, nhưng đám thanh niên kia đã từ chối không nghe. Dựa vào đâu mà bọn họ phải nghe, cùng lắm thì đánh một trận. Ông ta đã dương cung bắn chết một tên thanh niên để săn mặt, khiến cho cả đám hoảng sợ. Thạch Hạo cũng muốn đi theo bọn chúng xem thử. Bọn họ đi tới trước một cái sơn cốc. Trên một đỉnh núi có một gốc cây liên tục phát ra lôi điện. Nó chính là lôi kích mộc. Sơn cốc này là một khu thượng cổ thánh địa, trong đó có thể ẩn giấu một bí mật to lớn. Ý đồ của Xích Lăng Không là muốn mọi người cùng nhau thăm dò. Bọn họ bắt đầu di chuyển lên phía trước, giữa đường gặp một thứ gì đó kỳ lạ, xung quanh lại có cấm chế, sợ là nguy hiểm không nhỏ. Chính bởi vì nguy hiểm nên ông ta mới muốn cùng với đám thanh niên này thăm dò để bọn họ lên trước dẫn đường. Dưới sự uy hiếp, hắn ta đành phải lấy hết can đảm đi lên phía trước. Ông ta thì đứng lại phía sau chỉ đạo. Không may là tên thanh niên đó nhanh chóng dẫm phải trận pháp, thế là bị nổ bành xác.
ông ta liên tục yêu cầu người thứ hai đi lên phía trên. Nhưng bọn chúng đã quá hoảng sợ rồi, cho nên lập tức bỏ chạy. Đáng tiếc là trong hư không cũng có pháp trận, sông bừa chỉ có mất mạng. Thạch Hạo là người tiếp theo được chọn, cậu cảm thấy sớm muộn cũng phải chiến, không bằng đánh ngay bây giờ. Lão tà vừa định bắn tên về phía Thạch Hạo thì một tên đệ tử đã đi tới. Khả tà phụng mệnh trưởng lão, mang thang trời cấp 7 đến tường trợ. Thang trời có thể bắc trực tiếp đến đỉnh núi, thế là không cần phải thăm dò nữa. Bởi vì bà nãy Thạch Hạo không nghe lời, cho nên lão lập tức tung một đòn công kích, định tiêu diệt cậu. Tưởng là cậu đã toi mạng rồi, nên lão ta tiếp tục dẫn theo người lên phía trước thăm dò. Thạch Hạo sau khi bị ăn đòn ngập mồm mà vẫn toàn thầy, cậu bước đi trong biển lửa, tiến ra ngoài rồi lao lên không trung, định thu lấy thang trời. Tên thanh niên hòa mà cùng vội ra tay ngăn cản. Thạch Hạo dễ dàng dùng một chiêu đánh cho hắn bay ra nằm ngã ngửa, sau đó xông lên tiễn hắn ta xuống đất mẹ. Và tập phim đến đây là hết rồi, diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào các bạn hãy đón xem nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong các tập tiếp theo.